Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là hơn 7 giờ tối thì mình đang có mặt tại trung tâm thành phố biển Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Vị trí mình đang đứng đây là tại cái tháp Nghinh Phong. Tháp Nghinh Phong tọa lạc tại bãi biển của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện tại bây giờ thì dòng người đổ vào đây thấy mỗi ngày một đông nha. Đây. Đây cái sân của cái tháp Nghinh Phong này. Thời tiết hôm nay thì tại Tuy Hòa mình thấy nó cũng hơi oi oi nha, bởi vì những ngày qua thì tại Tuy Hòa, Phú Yên cũng như Quy Nhơn, Bình Định thì thời tiết nó rất là oi, cho nên là ban đêm nó cũng hơi oi, nó cũng không được mát lắm nha. Khu vực này là rất rộng, ai đã từng và một lần đến Tuy Hòa thì khó có thể bỏ qua cái điểm check in này nha. Đây nhiều bạn trẻ đến đây chụp ảnh vào đêm. Tháp Nghinh Phong chỉ đẹp vào đêm thôi. Đêm thì những cái sắc màu từ ánh đèn không? Đã rực chiếu ở trên cái tháp Nghinh Phong kia. Đây, tháp Nghinh Phong. Đây là một cái ngọn tháp cũng mới được xây dựng khoảng vài năm lại đây thôi, nhưng mà rất được nhiều người biết đến. Đây là một trong những cái tuyệt tác của Phú Yên, cũng là cái điểm nhấn của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Rồi mình đi dạo lên trên nha. Hôm nay là tối thứ bảy, có lẽ là thường là tối thứ bảy hoặc là những ngày cuối tuần thì người dân Tuy Hòa cũng như là vùng lân cận và khách du lịch người ta đến tham quan ở tại cái khu vực này. Ngày cũng có, đêm cũng có, nhưng có điều ngày thì vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều thôi, chiều mát mát đó. Chứ còn bình thường nó rất là, ở khu vực này rất là nắng nóng. Đây, tháp qua đây. Ôi, tháp quá đẹp này. Tháp Nghinh Phong thì được xây dựng với cái hình dạng cấu trúc theo cái tuyệt tác thiên nhiên, đó là cái gành đá đĩa, gành đá đĩa. Nên những cái khối, nghĩa là những cái khối đá được xếp chồng lên nhau như này tạo thành tòa tháp. Kia là làm hai nhánh ốp mặt vào nhau này. Đi vòng quanh cái tháp này nha. Đi ra đây là không đi được mà em đây. Không có lấy hết được đâu á, lấy con khúc à. Sao có. Ở phía sau cái tháp này là biển Tuy Hòa. Bãi biển Tuy Hòa nó rất dài thẳng, nó không phải là cái vịnh mà nó thẳng, cho nên vào những cái ngày mà gió lớn thì đứng ở khu vực này và nó là gió cực kỳ mạnh luôn. Nhưng hôm nay thì nó lại oi, nó không có gió, cho nên là sóng biển nó nhẹ nhẹ thôi nè. Đây bãi biển Tuy Hòa đây. Về đêm đây, bãi biển Tuy Hòa. Đêm này sóng biển nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể. Đây, sầu tháp đây.
Đây là lần thứ hai mình đến cái tháp này. Cũng ít cái dịp mình đến đây. Hôm nay thì cái dịp đi lang thang đi chơi, ghé vào xem cái không khí ở đây như thế nào. Đêm nay có vẻ là cái hoạt động chiếu sáng tại tòa tháp này đêm nay nó không được sung lắm nha, nó chậm thôi. Cảnh quan ở đây rất là thoáng, rất rộng, cái khu vực này. Khu vực này là bởi khu vực nó nằm là ven cái biển thành phố Tuy Hòa, nó rất là rộng, quá rộng luôn, rộng lắm. Đây đứng ở trên nhìn xuống nè, đó, thì dòng người bắt đầu đông dần lên, người ta tập trung về cái tháp này. Tập trung chụp ảnh đông này nè, nhìn đẹp đó. Người ta chụp ảnh ở phía trước đây, chủ yếu là phía trước thôi. Trèo lên cả trên tháp luôn, nhưng không có cái đường trèo lên đâu mà mấy người cũng trèo lên nè, nhất là trẻ em không nên trèo lên đây nha, trèo lên cao nó rất là nguy hiểm. Trẻ con rất là đông, trẻ con nó lên trời có đông luôn nè. Có lẽ từ 7 giờ tới 10 giờ thì tháp này đông, tại khu vực này đông. Trèo lên cao phải không? Đó ngoài dắt thì có lớn lắm, mà biết. Cái đứa nhỏ nó trèo lên cao luôn à.